thau đá. À, đá này được đá nấu. chườm nóng, đá nóng sẵn. À, các bạn thấy chị Tracy đang dùng cái đá để massage lên chân của mình. Cảm giác nó đã đã, nó rần 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 rần. Và hiện nay cái ngành nail thì cũng có những cái nguy có những cái cạnh tranh, ngoài người Việt ra còn có các sắc dân khác như là Mỹ, người Hispanic và thậm chí dân da màu đã bắt đầu làm mở tiệm, thậm chí họ làm tại nhà. Cái điều này nó gây khó khăn cho cái ngành nail của người Việt, nhất là những người Hispanic và người gốc Mỹ, người ta làm tại nhà rất là nhiều, và làm tại nhà thì giá rất là rẻ, họ đâu có trả tiền thuế, họ đâu có trả tiền mặt bằng, họ làm tại nhà. Nhưng mà làm sao cấm được, tuy rằng số lượng nó ít nhưng mà nhiều cái ít đó cộng lại. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa đến với kênh YouTube Người Miền Tây Houston. À, thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ đi làm chân. Làm chân người ta gọi là, thường cái từ ở Mỹ người ta gọi là pedicure. Mời quý vị và các bạn theo dõi làm chân ở Mỹ nó như thế nào. Nói chung là mình từ hồi xưa tới giờ mình cũng chưa có đi làm chân lần nào, chỉ có cắt móng chân sơ sơ. Hôm nay mình muốn cho các bạn cùng nhau chúng ta xem một cái chân, làm chân ở Mỹ nó như thế nào và các dụng cụ ra sao, và những cái cách mà làm nail ở trong một tiệm nail. Thưa quý vị, mình mình lén bà xã bỏ ra đi một cái tiệm nail. Thật sự thì bà xã mình cũng có một tiệm nail, nhưng mà thường người ta nói một nhà không thiêng, ngồi gần ở trong cái chỗ người quen làm nhiều khi nó không có đã. Nói chuyện không có vui. Mình xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Hello, chào em. Ok, bây giờ anh phải làm, phải sign in chỗ này hả? Ok, mình vô số phone của mình. Đấy, và kế bên đây là cái máy tính tiền. À. Ok, thank you. Tên của mình. Ok. Ồ, cái này hay nha. À, đây là cái máy tính tiền. Mình biết được cái máy này gọi là cái máy của Clover. À, thưa quý vị, đây cái không khí Tết trong các tiệm nail của người Việt. Chúng ta thấy có cái chậu bông cúc. Và nếu mà mấy cô hay là mấy anh mình mà muốn nước sơn thì lựa nước sơn ở đây. À, còn mình thì mình không có xài nước sơn. Một cái tiệm nail này cũng nhiều nước sơn nha. Ồ, ở đây là cái kệ nước sơn. Theo mình biết, nước sơn này gọi là nước sơn silat. Nước sơn silat thì nó sẽ lâu hơn, nhưng mà nó mắc tiền hơn nước sơn thường. Ồ, tiệm này cũng có nhiều ghế nha. Ồ, thưa quý vị và các bạn, mình thấy một cái bồn bọt. Ồ, quá đã quá đã. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho các bạn thấy một cái quá trình làm chân. Quá đã quá đã. Đâu rồi đâu rồi, nước nó nhiều quá em ơi. Tèn tèn ta lên tèn tèn. Em xin lỗi, em tên gì? Tên JC anh. Tracy, ok, Anh tên tên đẹp gì? quá. Mình tên là Quy. Nay tôi biết Quy. Ok, thì anh cũng nói với em là anh đi làm chân và anh quay video. Anh bỏ là anh có cái kênh YouTube là Người Miền Tây ở Houston. Ok, em Miên Chí không có quay mặt ha. Em cứ nói chuyện thoải mái bình thường. Cảm ơn em. Em cũng báo với chủ tiệm là cho phép anh làm cái điều này. Nói chung là mình cho mọi người thấy cái cảnh là cái làm nail là một cái chân như thế nào thôi. À, mà Tracy, em làm nail lâu chưa? Em làm 7 năm rồi anh. À, 7 năm. Ok. À, em làm bột đồ hết không? Dạ làm bột hết anh. Ồ, giỏi quá. Cảm ơn anh. Anh làm bột không? Không,
cũng có một số người người ta làm bột nhưng mà anh thì không. Dạ. Nếu mà một lát nữa em có gọi là có bonus rồi cắt móng tay thôi. Hôm nào anh dắt bà xã hay là bạn gái tới đây em làm bột chứ. Trời ơi, trốn vợ đi ra đây em đừng có la em sùm. Thưa quý vị các bạn, không phải là mình trốn vợ mình lén lút, nhưng mà công chuyện nhà nhiều lắm. Nhiều khi nói anh đi làm chân á, đòi theo đi làm chân nữa mệt lắm, trốn thêm tiền nữa. Mình nói đùa cho vui. Chứ ở nhà thì mình cũng có tiệm nail, nhưng mà như mình nói từ đầu á, mình đi ra ngoài làm cho nó thoải mái hơn quý vị và các bạn. Làm nail lương trong gần đây khá không Tracy? Dạ ok anh, nhưng mà năm nay chậm lắm anh. Ồ, năm nay chậm hả? Dạ, rất là chậm. Đúng rồi, anh cũng nghe nói hầu như là cái nail trong năm 2023, nửa năm sau này rất là chậm. Dạ. Tại vì anh nghĩ cái kinh tế nó lạm phát rồi vật giá tăng. Dạ. Cái thứ gì cũng tăng hết trơn á. Đi chợ mỗi lần nhiều khi gia đình 2-3 người đi chừng 100 trên dưới diện trăm, bây giờ là phải 200. Dạ. Sang hy vọng lên là năm sau ok hơn. Okay. Ngoài cái kênh này anh có quay cái gì nữa không? Hồi xưa thì anh có làm đi quay phim chụp hình, nhưng mà anh nghỉ là 5-6 năm rồi. Dạ. Ở rồi làm với cạnh tranh bây giờ cái những người trẻ trẻ hoặc là những người ở Việt Nam họ qua đó họ làm cái vật giá, cái giá cả bên Việt Nam nó rất là rẻ rồi qua bên đây họ làm. Cạnh tranh mình giá rẻ quá làm không lại. Ở giờ cũng lớn rồi, hồi lớn thì cũng chưa lớn nhưng mà đi làm nghề khác nhìn vẫn còn phong độ mà lớn gì anh. Cảm ơn em phong độ. Em làm nail rồi, ông xã em làm gì Tracy? Ông xã em làm thợ máy anh. Thợ máy, ok. Ở Mỹ làm thợ máy có tiền lắm đó nha. Làm dạ, cũng nói okay. Chung là thợ máy là lương coi như là tương đương với một kỹ sư giỏi ở Việt Nam á. Dạ. Tại vì thợ máy lương trung bình là phải là 4.000 cho tới 6.000. Dạ. Ế gì lắm thì cũng là gần 4.000. Anh mà có bạn thợ máy hả? Có nhiều, cái mechanical ở Mỹ người ta làm nhà cũng vài người. Nhưng mà nó hay là nếu mà làm thợ máy là đa phần làm cho Mỹ. Quý vị với bạn, cái ngành mechanical thì nó liên quan tới những cái đồ nguội, ống dẫn dầu hay là vân vân, nhiều cái thì hầu hết là hàng Mỹ. Mà làm cho Mỹ thì nó được lợi con cái là nó có mấy cái benefit như là vacation, tiền bonus, rồi tiền bệnh, nghỉ bệnh vân vân. Làm nail thì do là mình biết là thợ nail làm trong tiệm là làm theo kiểu như mà làm shape employee, thành ra không có được những cái quyền lợi đó, tại vì họ không phải trả cho những cái quyền lợi đó. Chủ có cho em vacation có lãnh tiền không? Dạ chưa thấy anh, chắc năm nay đó. Dạ. Hy vọng là như vậy. Dạ. Anh có tiệm nail đâu anh? Cũng gần. Dạ. Còn nhận thợ không? Năm nay ế quá, chậm quá, khoảng nửa năm nay về không có nhận thợ. Dạ. Mùa hè nhận đi anh. Em có mấy người bạn ở Việt Nam mới qua, em giới thiệu cho anh nha. Ok, cảm ơn em. Dạ. Thưa quý vị, mình sau khi ngâm chân thì cái cô thợ này vớt chân lên và mình thấy là cắt da chân, cắt móng. Ok. Đấy. Ở Việt Nam thì hồi đó thì hầu như là đàn ông mà nói đi làm móng làm chân là cái điều mà nó cực kỳ không giống ai. Và hình như là hồi mình đi Mỹ thì ở Việt Nam chưa có những cái dịch vụ làm nail, có những bồn spa như thế này. Khoảng 10-12 năm sau khi mình đi thì mình nghe có một số người có tiền ở Sài Gòn họ cũng mở tiệm nail, như là tiệm nail của nghệ sĩ Lê Giang. Cũng có những cái bồn spa như ở bên Mỹ như thế này, nhưng mà ngày xưa lúc mình đi thì chưa có. Có những cái bồn spa. Ngâm chân thì ngâm nước nóng, mà các bạn thấy ở trong đây nó có cái người ta đánh nước lúc nào nó cũng quận 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 lên, tạo cái gọi là cái spa
Mình được chăm sóc cắt da chân, cắt móng chân rất là tỉ mỉ. Tracy, anh hỏi em cái điều này, nếu em nói được thì nói. Ok anh. Lương so em nãy em nói lương chậm á, là nếu mà thời gian lúc trước khi mà nó chậm đó là em làm thu nhập khoảng bao nhiêu một tuần, rồi bây giờ hiện tại bao nhiêu khoảng tuần, nếu nói được thì nói Tracy. Không sao anh. Trước đó thì lúc chưa chậm thì có mỗi tuần cũng khoảng hơn ngàn, ngàn, ngàn mốt gì đó. Còn bây giờ chậm quá nó chỉ có dao động mấy trăm thôi anh. Bảy tám trăm, rồi sáu bảy trăm tùy tuần. Dạ. Ok, như vậy là thưa quý vị và các bạn, cái thu nhập của ngành nail nó xuống tới mấy chục phần trăm. Dạ. Nếu mà như em nói là trên 1.000 nó đúng là khoảng khoảng 30 mấy phần trăm. Dạ. Đây là một cái điều khó khăn trong cái công ngành công nghiệp nail ở Mỹ. Thì mình cũng nghe nói những cái tiệm supply nail cũng rất là chậm. Và sau này thì trên mạng không có thấy những cái cảnh mà tuyển thợ ầm ầm như những đại gia nail như lúc trước nữa, là tuyển thợ mà bao lương mà ngàn mấy, 2.000, 2.000 trên tuần, mười mấy ngàn một tháng chứ. Làm cho khách mà gặp mấy cái chân như của anh nó chắc cực À, cũng ok, chân anh cũng thuộc loại không có nhiều ha, da, anh cũng hứt Tracy. chân của mấy ông chủ mà. Dạ. Chủ không mà chủ. Mình giờ được Anh chờ anh này được không? được được cứ làm Dạ. thoải mái em. Em cho anh coi cái gói nha, có làm cái gì Dạ. anh biết cái gói. Cái này á, là nó là serum á anh, nó có Serum hả? giờ nó có six step ở trong đây. Six step. Ok, cảm ơn em. Serum, gói tên là serum. Anh ít có nghe cái tiệm nào có Cái mấy này cái sản phẩm này. là giống như là tiệm của em chắc nó cũng thuộc đặc biệt hơn mấy tiệm khác á. Vậy hả? Dạ. Khách tới đây người ta thích cái này. Ok, cảm Dạ. ơn em giới thiệu. Đã quá, đã quá, đã quá. Thưa quý vị, cái trà mà để mà loại là da chân thì nó vừa cho sạch chân mà nó vừa cảm giác. Đó, tới cái cục Nhột quá anh. Không sao, cứ làm, cứ làm. Đúng đúng là Dạ. có nhột nhưng mà cảm giác đã lắm. Dạ. Đây, trà gót chân. Và hết chân bên đây thì tới chân bên kia. Ok. Chân anh đi dài không không có dơ, rất là sạch. Ok, cảm ơn em. Dạ. Yeah. Hồi xưa ở Việt Nam thì mình, các bạn biết rồi, mình ở dưới quê trong sâu, đi chân đất, dài xăng đan. Quê anh đâu anh? Ở Việt Nam anh ở Tiền Giang, anh ở Cai Lậy, Tiền Giang. Hồi xưa anh ở Việt Nam anh đi dạy trong vùng sâu. Wow, anh thầy giáo hả? Và anh dạy mười mấy năm rồi theo gia đình sang Mỹ. Hồi xưa cũng may đi sang Mỹ chịu khó thành ra thay đổi cuộc sống, chứ Việt Nam hồi xưa nghèo lắm. Thầy giáo mà em có nghe nói thầy giáo nào giàu chưa? Nếu mà có thì cực kỳ hiếm, do cái hoàn cảnh gia đình họ có thể có cái kinh tế phụ nào đó. Chứ còn không mà thầy giáo mà nói một điều, không phải là mình chê hoặc là mình cười gì cái hồi xưa, nhưng mà anh chưa nghe ai nói giáo viên mà giàu lên là từ lương cả. Nhưng mà cái ngành đó là cái ngành mà mọi người kính trọng nhất đó anh. Đúng rồi, anh thật sự cho tới bây giờ anh cũng còn mấy đứa học trò cũng liên lạc qua lại, nói chung là rất là tốt. Nó có những cái lương thì thấp nhưng mà cái môi trường á, nó làm cho mình phải nói là cảm xúc rất là nhiều và nhớ kỷ niệm. Anh lấy cái tên đó là biết anh hoài niệm rồi. À. Người miền Tây. Thì tại anh quê miền Tây, quê miền Tây thì nó là người miền Tây, thì sống ở Houston thì mình nói là sống ở Houston,
Thì cái chủ đề anh chủ yếu là nói về cái cuộc sống của người Việt ở tại thành phố Houston cũng như là ở nước Mỹ, cũng như là những cái cuộc sống Mỹ. Cuộc sống Mỹ là cuộc sống của người Việt, mình là chủ yếu là những cái hiện tượng xung quanh về kinh tế, xã hội, văn hóa vân vân, xoay quanh về vấn đề chung quanh cuộc sống hàng ngày. À, thưa quý vị và các bạn, mình thấy hình như cái này là gọi là trà cát phải không? Dạ, à, đúng Tracy? Rồi anh. Dạ. Oh, trà cát. Cái này giống như nó tẩy tế bào chết á. Oh, dạ. Yeah, hả? À, hay quá. Hay quá. Tẩy tế bào chết. Smell good không anh? Rất là, rất là dễ chịu. Yeah. Cái thông thoảng. Cái bọt này nè, nãy giờ anh có nghe cái mùi nó lên từ mấy cái bọt này. Dạ. Yeah. Ok. Sau này cái ngành công nghiệp neo họ cũng hay, họ cũng làm ra những cái vật liệu mà để cho nó nhẹ trong cái tiếng này những người làm neo. Đúng không Tracy? Dạ. Yeah. Rồi sau khi mà chà cát, chà chân, cắt da thì những người thợ người ta sẽ xả cái bồn nước ra. Dạ đúng. Bây giờ mình thấy thưa các bạn có một cái bao ni lông để mà lót trong đây, có lẽ là để giữ cái an toàn vệ sinh cho mỗi người, bảo đảm chắc chắn rằng cái người này có nấm chân hay là có bệnh da chân thì không có lây cho người kia. Cái này là cái mát nha anh. Ok. Đây là cái remote. Nếu mà mình muốn massage thì mình bấm vào trong đây. Massage. Đây là có lẽ một cái điều rất là bình thường. Nhưng mà nếu mình không nói thì giống như là mình quên đi những cái những cái bước thông thường, những cái cảm giác trong làm chân làm tay. Ok. Cái cô thợ nail, cô Tracy vừa hoa cho mình cái này, gọi là cô Tracy vừa nói là mask. Mask tức là mặt nạ đắp, cũng có là để tẩy những cái da và làm mịn da. Ủ lại cái mát lại cho nó có tác dụng. Khăn nóng. Khăn nóng nha quý vị. Không sao được em. Yeah. Được, cảm ơn Tracy. Đã quá. Thưa quý vị, cái cảm giác rất là đã. Nói tóm lại là từ đã đi. Cái nhiệt độ nắng nóng của khăn cộng với cái phản ứng của cái mát đắp lên chân. Mình cũng theo mình biết được là làm chân relax, cái chân relax thì mới có cái đắp mát vậy, còn chân thường thì không có. Ta còn gọi là khăn nóng hay là hot towel. Đắp sau thời gian, một thời gian nào đó mình không có canh giờ, nhưng mà người ta lấy ra lau chùi cái mát đó. Thưa quý vị và các bạn, cái cô thợ Tracy làm cho mình. Tracy, em nói chung là cảm ơn em làm rất là nhiệt tình. Dạ. Em cũng đẹp lắm. Cách nào cũng vậy anh. Dạ. Thưa quý vị, cô Tracy rất là dễ thương, có khuôn mặt rất là đẹp, nhưng mà cái quyền riêng tư thành ra mình không có quay cái khuôn mặt. Nói chung là ai cũng ngại. Hả Tracy? Dạ. Cảm ơn em đã cho anh quay. Cái mắc cỡ đó anh. Mắc cỡ. Dạ. Tốt, cái mắc cỡ là một cái đáng yêu của người phụ nữ. Thưa quý vị, mình được cô Tracy đắp cho cái này gọi là cái paraffin. Paraffin. Yeah. Paraffin giống là sáp, tiếng Việt mình gọi là sáp. Cái sáp. Trời ơi, đã quá. Nóng không anh? Nó hơi ấm ấm à. Yeah. Rất là đã cái cảm giác. Cái này thì chắc có là cũng để cho nó da. Thưa quý vị, mình biết tác dụng của cái này là da, cho da nó mềm. Nó mềm và nó mượt, mình gọi là sáp. Còn tiếng Anh này, cái từ trong các dụng cụ làm nail, mình gọi tiếng Anh là material, cái gì vậy anh? Mấy cái vật liệu làm nail, chân. Cái từ nail là cái từ chân, cái từ chung
làm chân. Nãy giờ mình xin lỗi các bạn, mình cũng dùng từ neo quen rồi, làm chân. À đó, chúng ta thấy ba đâu rồi, chúng ta thấy cái mấy cái sáp. Ồ, ngâm sáp nóng rất là đã. Ồ, cái đó hình như cái lotion để massage dạ phải đúng rồi anh, à, kèm theo không? cái serum luôn. Ok. Ở trong tiệm nail thì dĩ nhiên cũng như mọi cái cơ sở thương mại khác đều có tivi, có nhạc và thưa các bạn có phục vụ nước cũng như là rượu. Anh uống rượu không anh? Không không, cảm ơn. Nhưng mà thưa quý vị, mình có cái ly sinh tố này, mình đã chuẩn bị ở nhà. Mình mỗi sáng thì mình có cái thói quen là không uống cà phê, chỉ uống cái ly sinh tố. Ly sinh tố là gì trong đây? Đơn giản, bơ và chuối. Trái bơ và chuối mình xay. Có khi thì mình không có uống sinh tố thì mình ăn nho với chi. Do cái công việc ngày sáng mình ít có ăn sáng, lu bu tới trưa mới ăn. Cảm giác sao anh? Rất là tuyệt vời. Yeah. Cảm ơn em. Khen em hoài thì nhiều khi người ta hiểu, mấy vị khán giả nói là nhiều khi nịnh hay là miệng nha. Nói theo sự thật. Đãi miệng nhưng mà sự thật. Để khách người ta biết, người ta đi làm. Rất là tốt. Yeah. Phải nói là những cái chân mà gọi là chân deluxe nha các bạn. Các bạn nào mà nếu mà chưa từng làm nail, hoặc là những cái dịp ít trải nghiệm là đến những cái tiệm nail mà mình yêu cầu chân deluxe. Chân deluxe thì nó mới có paraffin, là cái sáp mình nói nãy đó, sáp đèn cầy đó. Và có khăn nóng và có đá massage. Nãy giờ mình quên cho các bạn coi mà. Đây là tô đá. Đá này được đá nóng. Chùm nóng, đá nóng sẵn. Các bạn thấy chị Tracy đang dùng cái đá để massage trên chân của mình. Cảm giác nó đã, nó rần. Okay. Nếu mà một cái chân relax thường massage khoảng bao lâu lận em Tracy? Dạ ở đây là cái chân này massage là 30 phút nha anh. 30 phút? Dạ. Nửa tiếng nha quý vị. Dạ. Nửa tiếng. Không phải sử dụng một cục đá nha quý vị, thì các bạn gì thấy trong cái chén đá. 6 cục là để cho thay đổi, là người ta vuốt một chút xíu thì cái cục đá nó nguội thì người ta đổi dạ, lấy cái cục rồi. Khác lên. Đúng không em? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn đó. Chứ không phải nói đá là 6 cục. Hình như mình thấy có số tiệm có 4 cục. Dạ. Họ massage thì như vậy thì nó mau nguội hơn. Dạ. Cái cục đá rất là nóng, người ta đẩy tới đâu thì cái cảm giác nóng ấm nó chạy tới đó, cộng với cái massage, cái lotion massage, nó tạo lên một cái cảm giác, mình có hai chữ thôi, tuyệt vời. Cái serum này nó làm cho da rất là good. Bởi vậy người ta đi làm chân, làm tay không phải là để chỉ cắt móng đơn thuần, người ta còn được hưởng mấy cái dịch vụ therapy massage như thế này. Làm như thế này rồi, nếu mà mấy khách nào họ đã đó, họ muốn massage thêm là họ yêu cầu thêm phải không em? Yêu cầu anh extra thêm. Ok. Massage từ đầu gối xuống tới cái mắt cá chân. Wow. Ok, sau khi massage xong thì tháo cái này ra. Mình được hưởng mình tính là mình canh giờ hình như hơn 30 phút á. Em đừng có ưu ái mà massage dư cho anh nha Tracy. Dạ. Cảm ơn em. Anh quảng cáo cho tiệm em là được rồi. Dạ. Rồi, anh sẽ quảng cáo. Thưa quý vị, đây là tiệm Nails Infinity ở Richmond, là một trong những tiệm nail mình tại sao mình đến đây, mình search trên Google, mình thấy là cái sao rất là cao của Yelp là 4 chấm, hơn 4 chấm chứ, của Google là cũng được 4.8. Cái đó nó có thể là nó đôi khi có nhiều khách hàng không tin, nhưng mà đối với người Mỹ, mình coi những cái comment đó của người Mỹ và mình coi cái nội dung người ta comment, thì quý vị chúng ta sẽ cảm nhận được cái lời comment nó thật hay giả.
Và cái số lượng mà người ta review đó nếu mà nhiều thì tin được. Và số lượng review đó miễn là trên 100 là mình nói với các bạn là cái độ tin tưởng nó gần như là 98 99%. Đó. Sau khi massage xong thì người ta thoa một cái lớp lớp cream để mà gọi là cái từ tiếng Việt mình gọi là hay dùng từ là dưỡng da. Rồi đợi nha anh. Anh dẹp này lên này em tha là cái lotion ship Ok lại rồi, cho cảm anh. ơn em. Dạ. Đã quá quý vị. Đây sau cùng thì sẽ được một cái lớp khăn nóng để mà người ta liên sơ ra cái chân để cho nó không có bị trơn khi mà mình mang dép, mang sandal, mang sandal hay là mang giày. Xíu nữa cái ghế massage này có thể nó gần như nằm ra như thế này. Công nghệ làm nail ở Mỹ, ở Việt Nam bây giờ là những thành phố lớn thì mới có thể có những cái tiệm nail, nhưng mà giá thì mình nghĩ cũng mắc. Và cái công nghệ làm nail ở Việt Nam thì những khách hàng thì chỉ hiện nay cho tới giờ phút này là mình theo mình nghĩ chỉ đa phần là dành cho giới nghệ sĩ, những dân giàu. Còn người thường thì chỉ có thể có những dịp Tết hoặc là lễ hội, đám cưới, đám hỏi, đám vân vân, đám tiệc thì người ta mới đi làm thôi. Thưa quý vị và các bạn, cái mà ý của cái video của mình ngày hôm nay là cho quý vị nhìn thấy được một cái hình ảnh mà người ta làm chân, một cái pedicure ở Mỹ như thế nào. Mình không biết những tiểu bang khác mà vùng của tiểu bang Texas thì đa phần giống nhau như thế này. Và cũng cho quý vị biết thêm là trong cái ngành nail trong năm 2023 cái thu nhập đi xuống rất là nhiều, nó gây khó khăn cho những cái thợ nail. Thì mình mong rằng trong năm 2024 kinh tế nó sẽ khác, có thể là thay đổi tổng thống hay là người ta điều chỉnh một cái hình thức kinh tế nào đó cho ngành nail tốt hơn. Và ngành nail thì mình cũng biết được cái lý do khó khăn là còn một cái là chính những cái người Việt của chúng ta tiệm nail mở ra quá nhiều, tiệm nail mở quá nhiều và cạnh tranh thì hạ giá để mà có khách, điều đó là hại chính bản thân mình và đã đến thời điểm chúng ta lãnh hậu quả đó là giá rẻ, trong khi thực tế giá của cuộc sống, giá vật giá tăng cao mà giá neo thì không tăng nổi, bởi vì cạnh tranh mà ở bên đây tăng là khách nó chạy qua bên kia, thành ra ai cũng chờ chờ miếm miếm, làm cho cái đời sống của những thợ neo rất là khó khăn. Mình chỉ nói lên thực trạng đó thôi, chứ thực trạng là bản thân mình không thể nào giải quyết được, bởi vì người Việt mình có cái câu là đèn nhà ai nấy sáng. Đèn nhà ai nấy sáng, không có thằng cha chủ tiệm neo nào mà dám bước ra cái tiệm neo kế bên mà rủ, ê anh ơi, tôi với anh cùng lên giá nha, tôi với anh làm giống nhau như thế này thế kia, không có chủ tiệm nào làm dám á. Mới bước 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 qua nó chửi, anh đi về anh làm, anh muốn làm thì làm, anh đi tôi làm gì làm kệ tôi. Tự do. Đã quá, cảm ơn Tracy. Dạ, cái À, này thưa quý là vị, chiếc lotion nha, mang về nhà cho nó mát. sau hơn gần 1 tiếng rưỡi, gần 1 tiếng rưỡi thì thưa quý vị, video mình không thể nào mình quay coi như là every second every minute 1 tiếng rưỡi cái video để làm chân thì chắc không ai coi rồi. Và cái thông thường của cái video thì mình chỉ được khoảng chừng 35 cho đến 45 phút, không phải là YouTube không cho phép, nhưng mà đó là cái frame time mà người ta thích coi nhất, thành ra mình cũng phải theo. Ok, năm năm ơi. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Ok.
Rồi bây giờ ra tính tiền. À, Anh tính đi bình đâu? thường. À, cảm ơn em. Ê, trời ơi, đã quá, cảm ơn. Ấy à, phục vụ kéo ghế cho ngồi để chúng ta mang, để mình mang vớ vô. Quý vị, bây giờ tới cái cảnh trả tiền. Thưa quý vị, đây là giá của một cái chân deluxe mắt. Hey, mình được thẻ vào trong đây. Đó. Ok. À, tại vì anh sẽ cho tiền tiếp em bằng tiền cash. À. Đây, anh gửi cho em hai triệu đồng tiền tiếp. Cảm ơn. Thank Hello chị. you Ok. size đó. Size bên này. Rồi, thank you, thank you. Chúc một ngày tốt lành đã cắt Thank ETC. Đây là cái receipt. you. Ok. Yeah. À, thưa quý vị, mình vừa kết thúc làm một cái chân. À, giá là 65 đồng cái chân deluxe. À, giá này thì hoàn toàn không có mắc so với cái giá neo của thành phố Houston. À, mình cách đây vài năm mình có đi New York, mình làm một cái chân chỉ có trong vòng 25 phút thôi, 70 đô ở thành phố New York. Mình có dịp đi công tác ở New York cách đây hơn một năm. À, thưa quý vị và các bạn, mình vừa cho quý vị và các bạn thấy một cái video làm một cái chân và cảm giác rất là tuyệt vời. Nói chung là đi làm tay hay làm chân ở Mỹ, trong dịch vụ của người Việt có kèm theo cái dịch vụ massage, đó là một cái ưu điểm trong cái phục vụ nail của người Việt. Quay phim gì đâu có Rất là lấy mặt nhiều em đâu mà quay cạnh phim, tranh với nhau chỉ bằng cái là massage, quay vậy và cái thôi massage chứ tay, là massage cắt cái chân mặt cũng mà là một cái ưu thế nói từ trong đầu nail thở của thử người không Việt lấy mặt mới mà các sát chân khác ít có làm. Và hiện nay cái ngành nail thì cũng có những cái nguy có những cái cạnh tranh, ngoài người Việt ra còn có các sắc dân khác như là Mỹ, người Hispanic và thậm chí dân da màu đã bắt đầu làm mở tiệm, thậm chí họ làm tại nhà. Cái điều này nó gây khó khăn cho cái ngành nail của người Việt, nhất là những người Hispanic và người gốc Mỹ, người ta làm tại nhà rất là nhiều, và làm tại nhà thì giá rất là rẻ. Họ đâu có trả tiền thuế, họ đâu có trả tiền mặt bằng, họ làm tại nhà. Nhưng mà làm sao cấm được, tuy rằng số lượng nó ít nhưng mà nhiều cái ít đó cộng lại làm cho cái ngành công nghiệp nail của Mỹ nó thất thu thuế và cạnh tranh rất là nhiều. Rồi làm tại nhà và làm tại ở những cái họ mướn những cái station nhỏ. À, đó là những lý do, ngoài cái lý do mà do người Việt của mình tiệm đông giá rẻ, cộng với sự cạnh tranh bây giờ là các sắc dân Mỹ, các sắc dân da màu họ cũng mở tiệm hoặc là họ làm tại nhà. Ngoài ra còn còn một sắc dân nữa, đó là sắc dân Ấn Độ, họ cũng làm tại nhà, nhất là các em giới trẻ của Ấn Độ họ mua đồ. Bây giờ cái công nghệ, thưa quý vị và các bạn, ở Mỹ họ bán, thậm chí họ bán nguyên một cái bộ móng về chỉ gắn keo, nó design sẵn rồi, nó design, nó tính cái thiết kế rồi, về chỉ làm keo gắn lên đeo lên thôi, không có cần phải chạy ra tiệm mà một vài tờ một tiếng mấy đồng hồ rồi trả cái bộ nail design cho tới cả 100 đồng, hơn 100 đồng họ không cần nữa, chỉ có mấy đồng bạc thôi, họ đeo vài ngày sức gỡ ra dục, gỡ ra dục. Công nghệ phát triển đẩy cái ngành nail công nghiệp chính của người Việt mình đi vào khó khăn. À, đó là cái ý chính của video mình ngày hôm nay. À, xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Người Miền Tây ở Houston. À, xin chân thành cảm ơn. À, rất mong nếu quý vị thấy video có ý nghĩa, xin vui lòng nhấn nút like, nhấn nút đăng ký kênh hoặc có những cái comment ở phía dưới góp cho ý cho kênh ngày càng phát triển. À, chân thành cảm ơn. Hẹn gặp Nhanh lại các video quá. sau. Cảm ơn. À, xin lỗi quên. À, gần tới Tết. À, Happy New Year đến mọi người. Một lần nữa, Happy New Year và chúc cho các anh chị nail có được cái thu nhập ngày càng cao hơn và trong năm mới tốt hơn. Xin chào tạm biệt.